Vào ngày 4 tháng 10, Tiêu Chiến rời khách sạn lúc 6 giờ 8 phút sáng để đến trường quay. Hôm nay, Everlom đã chính thức công bố tư cách người phát ngôn toàn cầu của Tiêu Chiến vào lúc 10 giờ 5 phút sáng. Xin chúc mừng Tiêu Chiến. Anh đã chính thức được nâng cấp và trở thành người phát ngôn thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Everlom, dòng sản phẩm tẩy trang và mặt nạ sạch. Tiêu Chiến xuất hiện với kiểu tóc ngắn đẹp trai và cuốn hút trong quảng cáo mới tung ra của thương hiệu. Anh ấy có chế độ ăn kiêng cẩn thận và chăm chỉ tập thể hình nên luôn có vóc dáng như siêu mẫu. Tiêu Chiến đang tiếp tục viết nên hành trình rực rỡ của mình. Sự nghiệp của Tiêu Chiến trên đà phát triển vượt bậc và anh ấy luôn nhận được sự đãi ngộ cao nhất từ các thương hiệu. Gần đây, phim truyền hình cổ trang Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn diễn chính được đánh giá là phim truyền hình quốc tế nghe nhìn kỹ thuật số xuất sắc của Trung Quốc. Thành công trên thị trường phim ảnh giúp anh ấy trở thành người đại diện của rất nhiều nhãn hàng trong và ngoài nước. Tiêu Chiến luôn lập kỷ lục người phát ngôn thương hiệu toàn cầu đầu tiên cho TOS, NARS, Westwood và bây giờ anh ấy là người phát ngôn toàn cầu đầu tiên của Everlom. Xin chúc mừng chàng trai tài năng Tiêu Chiến. Cho tới ngày hôm nay, sự phát triển của Tiêu Chiến là ngoại lệ của ngành giải trí Trung Quốc. Anh thống trị hầu như mọi bảng xếp hạng và là ngôi sao có rất đông người hâm mộ. Top 50 bài đăng phổ biến nhất trên Weibo của người nổi tiếng trong tuần 23 tới 29 tháng 9. Số 1 là fan cam của Huỳnh Hiểu Minh với phần trình diễn của Tiêu Chiến tại gala Vùng Vịnh. Số 2 là vlog kỷ niệm 5 năm studio của Tiêu Chiến và số 5 là fan cam của Vương Lực Hoành về Tiêu Chiến tại gala Vùng Vịnh Macau 2024. Ngày mai là sinh nhật của Tiêu Chiến, hàng loạt màn hình lớn, áp phích và các bữa tiệc kỷ niệm do người hâm mộ tổ chức đã diễn ra rầm rộ khắp mọi nơi. Thậm chí siêu thoại của Tiêu Chiến liên tục bùng nổ. Đây chính là giá trị của ngôi sao đỉnh lưu hàng đầu.